Năm 2024, Trung tâm Khuyến Đông Thái Nguyên được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao thực hiện hai dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện Phú Bình và Đại Từ. Trước khi đưa bò giống đến với bà con, Trung tâm đã tổ chức cho các hộ dân thuộc đối tượng được hưởng lợi đến tham quan, lựa chọn tại các cơ sở giống có uy tín, hai dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo trên thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Mỗi hộ dân khi tham gia dự án sẽ được hỗ trợ một con bò cái giống lai có trọng lượng từ 200 đến 210 kg, hỗ trợ 100% tiền giống cùng với đó cán bộ của trung tâm cũng đã bám sát địa bàn phối hợp với các xã các hộ tham gia dự án để chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất